Xin chào các bạn, bài tập hôm nay của chúng ta là cũng thú vị các bạn ha. Đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về filter. Thì cái filter trong Photoshop chúng ta nó rất là nhiều hiệu ứng. Filter là những cái hiệu ứng dành cho hình ảnh mà Photoshop cung cấp cho chúng ta ha. Thì Photoshop nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều hiệu ứng đây các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cái nhóm ở trên đây ha. Thì bài sau chúng ta sẽ làm quen chi tiết hơn nhóm phía bên dưới đây ha. Rồi, đối với chúng ta là bài cơ bản nên chúng ta cũng chỉ là tìm hiểu một số chức năng, một số cái filter cơ bản thôi ha. Đầu tiên là filter gallery. Rồi, đầu tiên ha, active là những cái hiệu ứng giống như là tranh, vẽ và ha, active ý là bút chì đó, mình lấy bút chì mình vẽ ha. Rồi tùy các bạn chọn lựa hiệu ứng nào phù hợp và đẹp. Ví dụ như cái tấm hình của chúng ta khi chọn hiệu ứng palette knife thì chúng ta sẽ thấy giống như là những nhát dao ha, dùng cọ, dùng dao để quét màu vẽ vào ha. Black tip là những cái giống như là hiệu ứng ni lông các bạn ha, ni lông bị bám chặt vào hình đó, chúng ta sẽ thấy những cái phần lồi lõm ở đây ha. Thì chúng ta có thể thử những cái thuộc tính ở đây rất là nhiều quá ha. Màu nước tha hồ chúng ta lựa chọn. Rồi brush stroke là cọ ha, cọ vẽ đó. Khi ví dụ như các bạn chọn angle stroke thì ở đây nó sẽ có một số cái hiệu chỉnh thông số ở đây đó, tùy các bạn hiệu chỉnh ha, sáp và độ mềm nữa ha. Đó thì chúng ta sẽ giống như là một bức tranh vẽ bằng bút chì ha. Rồi distort đây, hiệu ứng sau tấm gương các bạn ha. Glass, ocean là hiệu ứng mặt nước biển các bạn ha. Đó chúng ta có thể tha hồ lựa chọn rất là nhiều thuộc tính đẹp ha. Đây đây chúng ta hiệu ứng đẹp quá ha, hoặc là hiệu ứng lát gạch ha. Những viên gạch của chúng ta sẽ to hơn khi chúng ta kéo cái phần square size này đi, là cái phần hình vuông nó to đó, thì chúng ta sẽ kéo phần square này lớn lên. Ở đây là độ lồi lõm á ha. Đó, ví dụ như đây là đều nhau nè, khi chúng ta càng kéo thì cái độ lồi lõm nó sẽ khác nhau, những viên gạch lồi, những viên gạch lõm ha. Bạn thấy là quá tuyệt vời, quá hay. Chúng ta có thể ứng dụng tạo giống như một bức tranh ha. Rồi ta sẽ tham quan tiếp một cái phần len ha. Len là cái này giống như là máy chụp hình đó các bạn ha. Ví dụ như lòi nè, khi mình xoay cái len máy chụp hình đó thì nó sẽ có những hiệu ứng như thế này đó, lòi ha, lõm vô. Các bạn có thể thử ha, ví dụ như hiệu ứng viên tay này nè, kéo xuống tối nè thì bức ảnh của chúng ta nó có vẻ cổ điển hơn chút xíu ha, kéo tối xuống nè. Rồi cái này cái phần đáy bức ảnh sẽ được kéo ra nè các bạn ha, hoặc là ngược lại phần đáy bức ảnh sẽ được thu vô. Đó, cái này là đưa hướng qua bên trái ha, còn kéo lại đưa cái hình chúng ta sẽ giống như là xéo xuyên qua hướng bên phải ha. Thì đó cũng là một số cái filter rất là thú vị chúng ta có thể ứng dụng ha. Rồi thì ở đây ha, cái bài đặc biệt cái nhóm trên của chúng ta sẽ có một công cụ rất là đặc biệt và rất là hay thường được sử dụng, chính là công cụ liquify ha. Nó giống như là chức năng là phẫu thuật thẩm mỹ. Tại sao được gọi là phẫu thuật thẩm mỹ? Thì bây giờ chúng ta sẽ mở một tấm hình mẫu lên ha. Bạn có thể ốm xuống hoặc là mập lên ha, tùy theo. Đây mình sẽ ví dụ một cái bài mẫu như thế này ha, rất là thú vị đây. Rồi mình sẽ Ctrl G để thêm một cái lớp mới ha. Filter liquify. Ở đây nó sẽ có một vài cái ha. Khi ví dụ như đây là nhấn nè, ngón tay nhấn nè. Ha.
Rồi công cụ bóp nè. Bóp như thế nào? Ví dụ cái bụng chúng ta lên đưa lên quá ha, chúng ta sẽ bóp bớt lại. Đó. Chúng ta sẽ có eo hơn chút xíu ha. Do đó là khi bạn ca sĩ người mẫu thì chúng ta sẽ ứng dụng cái này nhiều ha, cho chúng ta sẽ có eo lên. Đó. Giống như là brush ha, chúng ta sẽ thu phóng to thu nhỏ ha. Chúng ta có thể làm càm nhọn ra ha. Đó. So với hình gốc của chúng ta ha. Thì để tránh những cái biến dạng thì chúng ta sẽ thêm lớp mới, rồi chúng ta sẽ dùng gơm hoặc là mát ha, chúng ta sẽ xóa những cái phần. Tôi sẽ dùng gơm ha để xóa những cái phần bị biến dạng đi ha. Đó. Rồi, chúng ta vừa được một bức ảnh vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ xong ha. Rồi mình sẽ thử một bức ảnh tiếp theo ha. Anh chàng này ha, thì cần ốm thêm một chút xíu ha. Thì những cô gái thì cần những phần to ra ha. Rồi mình sẽ làm thêm một lớp mới. Filter Liquify ha. Nãy chúng ta dùng công cụ bóp ha. Bức cartoon thì chúng ta sẽ dùng blast tool ha. Chọn vùng cần to, chúng ta bơm to lên. Những vùng cần bóp vô, ví dụ như eo ha, chúng ta sẽ bóp lại. Những vùng cần to chúng ta sẽ cho to ha. Bạn thấy tuyệt vời không ha? Chúng ta vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ xong ha, quá đẹp. Chúng ta thử thêm một ví dụ nữa các bạn ha. Rồi thêm một cái lớp mới, filter liquify ha. Rồi chúng ta muốn có một cái đôi mắt búp bê ha, to thì chúng ta sẽ chọn là blast tool ha, chúng ta sẽ phóng to ra đó, đôi mắt búp bê các bạn ha, và một chiếc càm nhọn. Mod bây giờ là gương mặt hình chữ V các bạn ha, V line. Đó, chúng ta vừa được một bức ảnh rất là đẹp ha. Các bạn thấy không, thì rất là đơn giản thôi ha. Cái phần cái nhóm kênh này rất là đơn giản thôi, những hiệu ứng rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là ứng dụng rất là nhiều vào thực tế ha. Khi các bạn mở cái studio chụp ảnh thì bắt buộc là chúng ta sẽ dùng nhiều là cái công cụ Liquify ha. Đôi khi thì người mẫu của chúng ta có khi là bụng hơi to thì chúng ta có thể bóp phần eo lại bằng cái Liquify, hoặc là mắt to thêm một chút xíu, hoặc là môi to hơn ha. Thì chúng ta sẽ ứng dụng Liquify vào studio rất là nhiều. Rồi vừa rồi là chúng ta vừa làm một cái ví dụ nho nhỏ ha, về cái filter là Liquify và nhóm nhóm trên đây nè ha. Thì các bạn có thể ứng dụng thử, chúng ta có thể lôi hình của chúng ta ra để chúng ta thử xem coi cái những cái nhóm filter này nó sẽ ứng dụng vào cuộc sống chúng ta như thế nào ha. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe, các bạn nhớ làm thử một bài tập nhỏ nhỏ để chúng ta nhớ ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn.